chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chetik Suzuki ZXRR 2008 tham dự mùa giải MotoGP. Với cái trận chiến MotoGP đang bắt đầu điểm ngược, mỗi hãng xe đã và đang dần lộ diện đội hình của mình. Suzuki ZX208RR thay mới cũng đã xuất hiện, tham dự cùng với hai tay đua Aria, Ilion và Aleris. So với phiên bản năm 2008 thì cái chiếc Suzuki ZX-RR mang một thiết kế hoàn toàn mới. So với cái mùa giải năm ngoái thì đôi cánh đã không còn ở thế hệ 2018 này nữa. Một phần là cái khung bên ngoài được kéo dài, khiến toàn bộ cơ thể trông hơi dài ra một chút. Ngoại hình là một trong những yếu tố đem lại cảm giác đái tốc độ cho nhà Suzuki. Không thấy cái đôi cánh phía trước của phiên bản MotoGP năm ngoái. Phần khung bên dưới với thiết kế là hơi dài hơn thời cũ. Các họa tiết tem sơn được thay đổi nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều. Ống xả cũng được trang bị các sản phẩm hợp kim titanium anodic. Tay đua Adrian Ilion đã tiết lộ chiếc xe mới phù hợp hoàn hảo với phong cách lái của tôi. Và tay đua này cũng cho biết khi chạy thử cái chiếc ZXRR 2008 được xem rất hài lòng. Và anh cho biết mùa giải này tôi sẽ thay đổi phong cách lái với cái sự giúp đỡ của các kỹ sư nhà Suzuki đã tạo ra một chiếc xe hoàn hảo sẵn sàng cho cái mỗi trận đua MotoGP năm nay. Alex Rins, mùa giải mới, cố gắng hết sức để tăng tốc. Cảm ơn bạn đã giảm nền kế tiếp. Nhớ like, subscribe.